ra đâu làm một mình ba đôi cả trời nắng to. Trên sân khấu hiện đại là có một cái màn bóng hình tròn rất là to, và phía trong nó có hai người đứng, một nam và một nữ. Bên trong đó là ai nam ai nữ, hoặc là có phải là nam không hoặc là nữ không, và có thật sự là có một người hát được hai giọng nam nữ hay không thì chúng tôi không biết. Mọi việc chúng tôi chờ vào sự lắc léo và sự suy đoán của người chơi. Mời người chơi hỏi. Cho mình hỏi là từ khi nào mà bạn biết được là mình có cái chất giọng cả nam và cả nữ vậy? Em học khoảng lớp 6, lớp 7. Là nữ hả? Ồ, đấy là nữ rồi. Em là nữ, em là giọng nữ hát thành nam, hay là em là đang là nam hát thành cả nữ em? Cái nào em cũng chơi được. Chứng minh nhân dân của mình là nam hay nữ ạ? Chứng minh nhân dân còn đang làm lại, chưa nhìn kỹ. Rồi bằng lái em là nam hay nữ? Chạy xe 50 không có bằng lái. Em ơi, em hát dòng nhạc gì vậy? Dân gian opera thính phòng. Là trong một bài hát là em hát cả hai giọng luôn đúng không? Vâng ạ, vâng ạ. Ủa? Ủa em? Anh hỏi em đôi, hỏi bạn nữ mà. Người ta là vừa nam vừa nữ giả giọng mà. Là cái giọng đó là một người đó, hai cái giọng hai người luôn khác á. Nhau rồi. Yeah, yeah. Chúng tôi tuy hai mà một, tuy một mà hai. Cho em hỏi. Ôi, là khi hả? Mà mình hát giọng nam giọng nữ thì cái hơi của mình nó có bằng nhau không? Hay là giọng nam thì sẽ cần phải nhiều hơi hơn hay giọng nữ cần phải nhiều hơi hơn? Như nhau. Nốt thấp nhất và cái nốt cao nhất của bạn có thể hát trong cái khoảng giọng là bao là như nào? Xíu nghe rồi sẽ biết. Là bạn cũng không biết rồi. Không cho biết nữa. Ca sĩ mà không biết giọng mình trong khoảng nào là không? Ông cho biết thôi. Không trả lời đó. Cho biết đâu, à, biết không nói. Vậy là người này giấu nghề, có nghĩa là người này biết mới giấu, còn nếu người ta không biết thì người ta sẽ đại đồ Levi Fashion Lacido, cái gì người ta cứ nói đại. Đúng rồi. Vậy là người này hát được. Đúng rồi. Những bài hát bạn thường hay hát là bài nào? Hát khi giả giọng hay hát giọng bình thường? Khi giả giọng. Lúc nào cũng được ạ. Omeli xa khơi, cô gái vó trong. Bây giờ có khả năng trên sân khấu hiện đại là hai người đúng không? Đúng. Yeah. Vì khi giả giọng mà hát nó khác hoàn toàn với giả giọng mà nói. Chắc gì giả giọng nữ khi hát được, nhưng khi nói đâu có giả giọng được. Nó sẽ bị thay thế. Không, nhưng mà em là em biết người này á. Em, mọi người tin em đi, đi theo em đi. Em nghĩ em đoán được người này là ai luôn á. Hà Thu đang sử dụng chiến thuật là tất cả quay lại, Hà Thu không quay lại để lấy danh hiệu. Không, không là con người em như vậy. Hà Thu nguy hiểm lắm mọi người ạ. Mời tất cả đứng dậy. Mời năm chàng trai lực lượng vào vị trí. Quá nhiều thông tin đơn giản. Thời gian còn lại 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Đằng sau quay. Chị thấy em quay rồi đó. Thu, ủa sao vậy? Thu. Hồi nãy em cũng quay ra chứ nào là Thu. Đúng quá. Là người quay ra đầu tiên. Ủa, em coi để coi em nghiêng coi ai có quay ra được không thôi. Dạ để mình đang coi mình đó Thu. Mặc đồ đẹp thế kia là phải biết hát. Nhưng mà em nghĩ là sẽ có một người trong hai người này hát được hay giọng. Đúng nghĩ là mà em vẫn tin vào cái điều đó. Thật ra em tin vào chị Thu. Ủa? Đúng là tin vào Thu. Chị nói điều đó tự nhiên. Cái em có một cái niềm tin ở trong lòng em nghĩ thôi chắc đúng. Khoa, vì cái gì? Tự nhiên cái lúc mà cuối cùng cái giây cuối cùng ấy, em cảm thấy lạnh lạnh cái sống gáy thì giống như là bạn nữ bạn ấy đang thở cái hơi kiểu, thở chọn tôi đi chọn tôi đi. Sự thật và em đoán chắc là xíu bạn nữ chứ là người hát. Bởi vì không ai đội một đống lông trên đầu kia mà xong ra đứng một cái bóng xong đi vào đâu. Đúng không? Phải mang đôi đẹp kia là bây giờ này, bây giờ đúng. Ném nó câu đó thì bây giờ hỏi nè, đã từng thấy ca sĩ nữ nào mà giả giọng nam chưa? Chưa, nhưng mà cái này vậy nó mới bất ngờ anh. Yeah, chương trình của mình là siêu bất ngờ mà. Em nghĩ là chương trình xịn sò vậy, dĩ nhiên phải mời người thật để cho mình chiêm ngưỡng chứ đúng không ạ? Dòng đầu tiên là dòng mở màn sẽ thật thôi. Dòng sau thì hên xui. Cara thì sao? Nghe giọng là biết là trên sân khấu đang có hai người. Nhưng mà nếu như vậy thì quá dễ đón cho người chơi rồi. Nên là em nghĩ là sẽ có một cái bất ngờ nào đó giống như tên của chương trình vậy đó. Em tin chương trình nha chương trình ơi. Nhưng mà thật sự mọi người khi em quay lại thì em không hối hận một chút nào hết. Tại vì anh chàng lực lưỡng này em cảm thấy không hối hận. Có ăn bột thì em cũng chấp nhận. Ai mà cho em mega nha, em đừng có nói chị là thôi, cho chị nữa. Chị là lý do lớn nhất. Vì em mà nhiều người quay lại với sân khấu này. Bây giờ em nói gì đi? Bây giờ thua là vì em đó. Tại nãy em rất là tự tin luôn á. Em nghe cái giọng bạn nam thì em rất là chắc chắn bạn ấy hát được. Và làm cho em liên tưởng tới một người mà em coi đã rồi thấy. Mời tất cả vô.
Ôi, gì vậy? Ai chà. Quên cho mất. Hát xong mới đổ chứ. Ở vòng đầu tiên mà vui ghê. Ôi sao mọi người cứ thế mà muốn đổ vô đầu em nhờ. Tất cả chuẩn bị. Mời biểu diễn. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. Ha 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 ha. Thắp sáng một gia đình. Chính xác. Đúng rồi, làm quá thôi. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với bạn nữ trước nha. Chào em. Em đi tháo mặt nạ đi. Em có thể nhờ anh Giang tháo ra giúp được, em được không? Được, dạ. Được. Anh cũng không lùn tới vậy đâu, em đứng hẳn đi. Dạ, em tên là Thảo Trâm. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đồng thời em cũng là diễn viên tự do. Chị em hả? Hát có được không? Em chỉ hát được giọng nữ thể loại bolero thôi. Hát cũng hay đúng không? Hôm nay em chỉ với sứ mệnh đội cái chùm lông này đến đây để đứng đó là mẫu thôi ạ. Rồi, cũng chúc cho em con đường học vấn cũng như là con đường nghệ thuật em nó sẽ là nhiều hoa hồng. Cảm ơn em đến với chương trình. Yay. Bây giờ mời nhân vật chính. Anh sẽ tháo mặt nạ giùm ha. Anh cũng không lùn như vậy đâu. Anh không nói là không ai để ý cái đó luôn anh Giang. Im đi Thảo à. Vâng, lời đầu tiên để cho em thêm xin gửi tới lời chào yêu thương nhất tới hai anh chị MC. Em tên là Trần Tùng Anh. Hiện tại em đang là ca sĩ và em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là đúng rồi. Vì sao mà tự nhiên cái mình có khả năng hát được giọng nữ hay vậy? Như em trả lời phỏng vấn mọi lần thì cái dây thanh quản của em nó cấu tạo nó khác mọi người nữa. Vâng, tính là như mọi người thì sẽ dậy thì em cũng dậy thì như mọi người nhưng mà em không bị đổi giọng. Nghĩa là cái dây thanh quản của em nó linh hoạt. Lúc 7 tuổi đúng không ạ? Thế thì bây giờ còn chờ đợi nữa biểu diễn nhé. Dạ, vâng ạ. Vỗ tay nồng nhiệt ạ. Lúc lăng heo mòn một sâu.
còn cỏ hoa mây trời. Tôi cười một chuỗi trời từ bụng ta, có mùa thóc lép lợp trên mái nhà, có mùa hoa cà tự nhiên tím tay, ba vì lông gà vàng như vườn cành. Ông ví mặt trời như lời mối lai, ai ví tình yêu như trò nghịch dài. Ý à, ba lên kẻ chưa có buồn được đâu, ra về lúc lắc héo mòn một sâu, ra về lúc lắc héo mòn một sâu. Chiều nay tôi đưa ba ra đầu làng, đầu làng mình chợt nổi chân gió. Bà ra đầu làng mình chân nổi chân gió. Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng mình chân nổi chân gió to. Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng mình chân nổi chân gió to. Có khi nào em nghĩ rằng là em sẽ tập thể loại khác không? Ví dụ như là bolero hay là ballad mà bằng giọng nữ không? Và em xin chia sẻ là thực ra là cái giọng của em nó rất là linh hoạt, thế nên làm dòng gì em cũng hát được. Nhưng mà cái dòng mà em yêu thích nhất là opera, quê hương đất nước, thính phòng. Sợ là nhắm mắt vào là không nghĩ là bạn Nam đang hát đâu anh. Nhưng mà bây giờ phải thêm cái gì đi nha. À, không có chứ anh. Em đang tính là hát tặng bạn Bắt Biếc một đoạn. Wow! Ôi, em cảm thấy thật là đặc biệt. Và hôm tôi từ đó trong ngần lần đôi môi sáng rỡ tình ban đầu, hòa vào cây vương vào nắng, vào giấc mơ tôi có nắng trong bài ca ta bước thanh thang. Đó. Hay quá. Còn chị Hà Thu thì chắc cũng phải có rồi vì có mọi luôn người, hả? Mọi người quay lại lên nhờ chị Hà Thu đó. Trời ơi. Trời. Mà nó ban kiểu mình nghe là cái đuổi về đó em, kiểu như hát để đuổi về đó đấy. Vỗ tay cho tụi anh một lần nữa và chúc cho cô được anh. Ê, anh nghĩ này, anh chợt nghĩ nha, sau này á chắc em đi dạy quá. Hiện tại là em cũng dạy được. À, thấy chưa? Nhưng mà khi em dạy á, cái bạn đó là có thể ra hai giọng kiểu như em không? Dạ không ạ, giọng nam thì sẽ hát giọng nam, giọng nữ thì sẽ hát giọng nữ. Dạy về nhạc lý thôi. Nhạc lý thôi. Dạy hát rồi luyện thanh cái kiểu chưa? Cái kia là trời cho mà. Cảm ơn tụi anh. Chúc em nhiều sức khỏe. Cảm ơn em.